trước mặt anh chị đây là hai sản phẩm loa kéo bắt đôi, một con là bắt nằm, một con là bắt đứng. Hôm nay loa kéo Long Phát sẽ review chất âm để đánh giá chất âm một con loa kéo bắt đôi nằm và một con loa kéo bắt đôi đứng để mọi người có thể là nghe cảm nhận chất âm nha. Hiện tại đây cạnh mọi người đây là bên tay phải của mình là con Bose 2501, con này là rất là hay, mic rất là nhẹ luôn. Con này mình bán rất là nhiều cho các bác khách mua về để chơi tiệc tùng ở những sự kiện hoặc là các bác khách mua về cho thuê rất là nhiều luôn nha. Hôm nay là con Bose VL con Bose LP808, hiện tại con này nó sở hữu 2 bass và 4 chép nha chị nha. Rồi mình sẽ test chất âm để đánh giá chất âm nhạc và mic của hai con để mọi người nghe cảm nhận nha. Loa nằm và loa đứng nó khác nhau ở chỗ nào nha. Rồi mình tăng volume lên nha. Nhìn sơn là màu thanh bóng VO nè, có pha lõm kim tuyến, mic là mic đi kèm là mic bổ ích kim loại OFS nha mọi người nha, mic kim loại OFS rất là nhẹ luôn, mình sẽ thử mic cho mọi người cùng nghe nha. Lực 1, 2, 2, đó mọi người nghe chắc không, mic nó rất là nhẹ luôn, 2, 6, 7, 8, 9, 10, mic kính chỉnh 3 mic nha mọi người nha, 2, 1, 2, mic con này nó rất là lực, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, đó mic nó rất là lực luôn. Con này mình có thể là chơi ở những cái hội trường lớn nha, những cái hội trường lớn tiệc tùng khoảng từ 8 đến 10 bàn, 12 bàn là mình chơi thoải mái nha chị nha, công suất rất là khủng luôn. Đó bây giờ mình sẽ test của con bắt đầu đứng để cho mọi người cùng nghe chất âm của con này nha. Chắc âm con này nó rất là khủng nha người ha.
trọng lượng nó nặng khoảng 60kg nha, rất là khủng luôn. Chiều cao nó qua cao khoảng 1m2 nha, sở hữu 2 bát 40 và một chép nha. Màn lưới là màn lưới kim loại, ai thùng loa là mọi người nhìn cái thứ gỗ của nó rất là dài và cứng cáp và chắc chắn nha. À, nó rất là cứng cáp đây, bộ mạch nó nằm phía sau nha mọi người nha. Bộ mạch gồm có chỉnh là bát chép của nhạc này, volume tổng này, volume nhạc cụ này, volume mic này, mic loud, mic high là mic bass, mic chép nha mọi người nha. Echo, delay, rồi mic đầy đủ nha. Ở đây nó sẽ có hai lỗ cắm mic nhạc cụ, hai lỗ cắm mic có dây, một lỗ cắm nhạc cụ, có chế độ điện sai điện trực tiếp. AC DC đầy đủ, đầu vào ra âm thanh luôn nha anh chị nha. Xài bình nè, bình rất là to nha, xài bình 20A nha anh chị nha. Con này mình có thể là cho thuê, các bác khách mua về cho thuê rất là nhiều luôn. Cho thuê mình có thể là chơi tiệc tùng ở những sự kiện, ở những khoảng đông người nha, khoảng từ 8 đến 12 bàn là người chơi thoải mái nha. À, mình sẽ bật cái mic đây, mic của loa đi kèm là mic kim loại UFS nha mọi người nha. Mic kim loại UFS cầm rất là chắc tay nha. Mình sẽ test thử mic, mic con này đặc biệt, mic của con hai mặt, một cái mic nó rất là nhẹ nha mọi người nha. Lục lục 1 2 2 6 7 lục 1 2 2. Đó một ngày ngày nghe chiếc tất âm của mic nó rất là nhẹ nha. 2 2 6 7 8 9 10 lục lục 1 2 2. Cái tiếng mic của nó rất là nhẹ cao nha. Dòng 2 1 2 0 2 1 5 0 1 đây mà thích rất là tiếng mic nó rất là nhẹ mọi người nha. Đó chiếc âm nó đánh tiếng bass mọi người nghe, tiếng bass tiếng chép nó ra rất là sáng luôn. Tiếng bass nó rất là sâu luôn nha. Đó mọi người nghe cảm nhận cái âm hai con như thế nào thì mọi người vui lòng để lại nhận xét bên dưới nha. Hoặc mọi người có thể là các bạn Zalo Facebook mình là 0965885716 để mình hỗ trợ tư vấn cho mọi người nha. Hy vọng qua video này mình sẽ review chất âm của hai con loa cái bắt đầu đứng và nằm ở mức tầm giá 9 triệu để mọi người tham khảo, để mọi người có thể là có sự lựa chọn hợp lý cho mình nha. Rồi em sẽ kết thúc cái video đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành ủng hộ loa kéo Long Phát suốt thời gian qua. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.